Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của tôi. Gió thoảng qua ngày xưa, gió thoảng qua ngày xưa, ký ức mơ màng, nhìn lại quá khứ xa xôi, nơi mỗi bước chân tôi đã từng đi. Tôi đã vượt qua mọi thử thách, tiếng hò reo vang lên giữa bóng tối, nhưng không để nỗi đau xây dựng lên tâm hồn. Ngày xưa, tôi còn nhỏ, mơ mộng và trong sáng, cuộc sống đầy thách thức, nhưng tôi vẫn kiên trì và mạnh mẽ không ngừng. Gặp khó khăn nhưng không bao giờ trùn bước, tìm hạnh phúc trong cuộc sống mới, thăng trầm như song biển. Gió thoảng qua ngày xưa, ký ức mơ màng, nhìn về quá khứ xa xôi, nơi mỗi tôi đã từng bước chân. Tôi đã trải qua bao thử thách, tiếng thét vang lên trong đêm, nhưng không để nỗi đau xây dựng lên tâm hồn. Tôi đã học cách long nhân ái, với những ai đã làm tổn thương, tìm hạnh phúc trong những điều nhỏ bé nhất. Nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là điểm đến. Mà là hành trình, cuộc sống là bộ phim không dung lại. Gió thoảng qua ngày xưa, ký ức mơ màng, nhìn lại quá khứ xa xôi, nơi mỗi người đã từng chống chọi. Tôi đã trải qua bao thử thách, tiếng thét vang lên trong đêm, nhưng không để nỗi đau xây dựng lên tâm hồn. Và giờ đây, tôi đã tìm thấy cuộc sống mới, vượt qua đau thương, tìm thấy hạnh phúc, làm tôi mỉm cười. Mỗi ngày mới, hiểu rõ rằng cuộc sống là một trò chơi, không ngừng khám phá nhưng tâm hồn vẫn là nguyên vẹn. Gió thoảng qua ngày xưa, ký ức mơ màng, nhìn về quá khứ xa xôi, nơi mỗi người đã từng đứng đây. Tôi đã trải qua bao thử thách, tiếng thét vang lên trong đêm, nhưng không để nỗi đau định hình cuộc sống mình. Đây là một bài đặc sắc, lấy cảm hứng từ quá khứ và những thử thách của cuộc sống, được viết lại với giai điệu dung cảm, mang tính khí phách và tự nhiên. Bài kể về hành trình của một người, từ quãng thời thơ ấu đầy mơ mộng đến những thời điểm khó khăn nhưng vẫn giữ vững lòng mạnh mẽ và không từ bỏ gió là biểu tượng cho thời gian khi nó thoảng qua ngày xưa mang theo những ký ức mơ màng đoạn lời thể hiện sức mạnh và kiên trì trong cuộc sống nhấn mạnh rằng dù gặp nhiều thách thức nhưng không để nỗi đau làm định hình tâm hồn với giai điệu du dương bài truyền đạt thông điệp về sự học hỏi từ quá khứ Khả năng tha thứ và tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ bé nhất. Cuối cùng, nó mô tả hành trình tìm ra cuộc sống mới, vượt qua đau thương và nhìn nhận rằng cuộc sống là một cuộc hành trình không ngừng nghỉ, đầy những khả năng mới mẻ. Bài này không chỉ là một tác phẩm, mà còn là một câu chuyện sâu sắc về sự trưởng thành, sức mạnh bản thân và niềm tin vào cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến đi này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu bạn yêu thích câu chuyện này hãy cùng chia sẻ niềm đam mê và kỳ vọng cho những hành trình tiếp theo trên kênh của chúng tôi